Thuốc chữa bệnh là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Chi phí tiền thuốc chiếm đến 60% chi phí điều trị. Do đó, kiểm soát chi phí thuốc có ý nghĩa quan trọng trong giảm chi phí điều trị. Nhưng cùng một loại thuốc, người mua phải chịu chênh lệch giữa các hiệu thuốc hoặc giữa bệnh viện và các hiệu thuốc bên ngoài. Thậm chí giá thuốc bán buôn cao hơn cả bán lẻ đang khiến người bệnh rơi vào ma trận thuốc mà vẫn buộc phải sử dụng. Loạn giá thuốc đang là một vấn đề nan giải tại nước ta trong nhiều năm nay, khiến người bệnh chịu nhiều thiệt hại. Cùng một loại thuốc, nhưng mỗi cửa hàng một giá. Biệt dược gốc cũng rơi vào tình trạng loạn giá. Giá thuốc lâu nay đã trở thành gánh nặng đối với người bệnh, nhất là khi giá thuốc leo thang, thậm chí còn những tồn tại bất hợp lý mà người bệnh đang hàng ngày phải âm thầm chịu đựng. Thế giá cả thì nói chung là bây giờ cửa hàng người ta mở ra thì người ta cũng bán theo giá cửa hàng, thì chúng tôi không bao giờ mặc cả được cái việc cái giá cả. Không chỉ chịu sự chênh lệch giá cho cùng một loại thuốc ở hai cửa hàng cạnh nhau, người bệnh còn phải chịu sự chênh lệch lớn do những thuốc biệt dược gốc, thuốc điều trị ung thư. Thuốc Simulac dùng trong điều trị dự phòng thải ghép với hoạt chất Bacillimac do Novartis sản xuất kê khai giá tại Bộ Y tế là 29.682.123 đồng một lọ. Nhưng giá bán bên ngoài là 31.500.000 đồng một lọ, chênh lệch gần 2 triệu đồng. Thuốc bột pha tiêm Herceptin lọ 440mg được chỉ định trong điều trị ung thư vú di căn có giá là 45.596.775 đồng. Tuy nhiên, khi đến với đại lý phân phối lại được giao bán công khai trên website với mức giá tròn trịa là 49 triệu đồng. Như vậy, từ giá kê khai qua đại lý phân phối đến tay người bệnh đã có sự chênh lệch tới gần 4 triệu đồng một lọ. Các chuyên gia cho rằng có tình trạng trục lợi từ một số đối tượng với một số mặt hàng thuốc điều trị đặc biệt nhằm tăng giá thuốc khi nguồn cung bị khan hiếm. Cái nguyên nhân của cái việc thiếu thuốc có thể là do cái nguồn cung nó hạn chế, cho nên là và cái việc này đã xảy ra trong vài năm trở lại đây, cho nên một số đối tượng đã lợi dụng cái đấy để trục lợi, nâng cái giá thuốc lên cao. Còn trong một cuộc thanh kiểm tra gần đây nhất do Sở Y tế Hà Nội thực hiện tại Trung tâm Bán buôn Dược phẩm Capulico và Bệnh viện Sanh Pôn, một nghịch lý xảy ra là giá thuốc bán buôn lại đắt hơn giá bán lẻ. Cụ thể là cùng thuốc Almetin 500mg, nhưng giá bán buôn của công ty trách nhiệm hữu hạn Bông Sen Vàng tại Trung tâm Dược phẩm Capulico là 274.000 đồng một hộp, trong khi giá bán lẻ của Bệnh viện Sanh Pôn là 271.000 đồng. Kể cả cái thẳng số bán lẻ nó cũng đúng theo cái thông tư 15 của Bộ Y tế quy định đấy, cho nên là giá thì có thể là giá thậm chí còn thấp hơn, đặc biệt là những cái biệt dược so với bên ngoài chẳng hạn, và nguồn gốc thì rõ ràng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ chi tiêu từ tiền túi của người Việt Nam cho chữa bệnh là 43%, chiếm tỷ lệ khá cao trên thế giới. Việc người bệnh giảm chi phí này phụ thuộc lớn vào giá thuốc mà nhà nước đóng vai trò điều tiết. Bác sĩ thì nghề của họ là kê đơn. Nhiều khi họ khám cho bệnh nhân xong là họ sẽ kê đơn và họ kê có thể họ muốn cái thuốc tốt nhất, đắt tiền nhất hoặc là làm thêm rất nhiều các dịch vụ khác nữa. Thế và nhiều khi họ cũng không quan tâm là ai đã trả cho cái đơn đấy. Thuốc là mặt hàng đặc trưng mà người bệnh không được mặc cả. Dù thuốc cao nhưng để bảo đảm cho mạng sống của mình nên người bệnh vẫn phải chấp nhận mua. Rõ ràng loạn giá thuốc đang ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng, và người chịu thiệt nhất không ai khác vẫn chính là bệnh nhân.